Rồi, ok. Trong cái video này thì thầy Alan Nguyễn sẽ hướng dẫn cho chúng ta ha. Cái cách, cái kỹ thuật mà mình có thể mình viết tiếng Anh ha, mình viết tiếng Anh rất là chuẩn luôn, mình có thể viết tất tần tật mọi thứ ha. Trong công việc, cuộc sống, chat, viết mail hay gì đó mà nó áp dụng cho các bạn, gọi là các bạn không cần biết gì về tiếng Anh vẫn có thể sử dụng tốt ha và ứng dụng tốt ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Cái bước đầu tiên, bước một ha. Bước một là cái bước mà chúng ta phải viết bằng tiếng Việt, có nghĩa là mà viết văn viết rất là khó nha. Tiếng Việt và tiếng Anh cũng vậy, văn viết cực kỳ khó. Tại sao? Phải trình bày ý cho nó chặt chẽ với nhau, câu cú ngữ pháp cho nó chuẩn, cho nó đúng, đúng không? Đó, văn viết là nó khá là khó. Văn nói thì nói sao cũng được, nói sai cũng được, người ta vẫn hiểu, không sao hết, không ai chấp nhất hết. Nhưng mà văn viết thì nó hơi nguy hiểm, nó phải chuẩn. Bởi vậy mình muốn truyền cái thông điệp gì đó mình phải viết ý một ha, ý hai là gì, ý ba là gì, từng ý ha. Sau đó mình kết hợp với nhau thành một đoạn văn, hoặc là những cái mail ngắn thì chúng ta vài ý thôi là cũng được, không đến nỗi lắm. Chúng ta phải tuân thủ một cái nguyên tắc, đó là viết tiếng Việt cực chuẩn ha. Ý nào ra ý đó rõ ràng rành mạch ha, không có vụ mà viết lằng ngoằng rồi lồng ghép rồi đủ thứ kiểu, đọc tiếng Việt là hiểu không nổi. Nhiều trường hợp các bạn hay như vậy lắm, viết văn vẽ đủ kiểu, giúp cậu viết nhiều, viết thành ra đâm ra viết sai, thà viết ít nhưng mà cho nó chuẩn ha, ý nào ra ý đó. Sau đó chúng ta đã có được cái nội dung mà mình muốn 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 truyền đạt rồi, đúng không? Nó rành mạch, nó ok rồi, chuẩn rồi, phải không? Đó, bước thứ hai là mình sẽ dùng Google dịch. Google dịch nó dịch sẽ rất là chính xác, 97-98%, với điều kiện là cái thông tin đầu vào mình nạp vào là nó phải chuẩn văn phong tiếng Việt thì nó sẽ dịch chuẩn qua tiếng Anh. Do đó chúng ta sử dụng Google dịch. Tới cái bước này là Google dịch nó sẽ cho chúng ta một cái đáp án khá là chính xác khá là chính xác ha. Thường đó, các bạn la đổ thừa là Google dịch dịch sai hay dịch sai không hiệu quả, chỉ được 50-60% thôi đó. Nhưng mà đa phần là chúng ta không có biết cách sử dụng, tại vì rất là nhiều bạn nhờ thầy dịch giùm đó đó. Khi mà gửi cái đoạn văn tiếng Việt là thầy phải đi sửa lại cái lỗi tiếng Việt nè, sửa lại chấm câu, sửa lại cái ngữ pháp về cái gọi là cái gì, cái dấu sắc quyền rồi đó, đó phải đi sửa lại những cái lỗi đó nữa. Thậm chí là bây giờ mình đọc mình còn không hiểu nổi nữa. Nói, ý này em diễn đạt như thế nào, thầy chưa hiểu cái ý này. Đó là thậm chí là mình đọc mình chưa hiểu nữa, sao Google máy móc mình nó phải đúng quy tắc nó mới mới hiểu được chứ. Đúng không? Bây giờ là mình cái Google dịch là phải nạp thông tin vào đó là phải chuẩn, thì chúng ta sẽ được cái đáp án chính xác 98%. Chưa? Đó là cái bước thứ hai, là nếu mà chúng ta tạm tới cái bước thứ hai này gọi là tạm đủ dùng rồi ha, tạm đủ dùng rồi. Muốn chuẩn 100% thì chúng ta sẽ lấy cái kết quả đó đó, lấy cái kết quả của Google dịch đó, chúng ta đi kiểm tra lại một lần nữa. Chúng ta phải sử dụng một cái công cụ khác để check xem cái thằng Google dịch này nó hoạt động có hiệu quả hay là chính xác hay không. Thì có cái phần mềm, đây là phần mềm Grammarly ha, nè Grammarly for Chrome nè, nó cài trên cái trình duyệt. Và khi chúng ta làm việc tiếng Anh thường xuyên, chúng ta viết mail thường xuyên, và chúng ta nên cài cái ứng dụng này, nó là miễn phí thôi. Chúng ta search lên trên Google là nó ra ha, rất là tiện ích. Và nó sẽ kiểm tra chúng ta từ nào sai thì nó sẽ gạch chân, nó sẽ gợi ý cái kết quả đúng. Khá là hiệu quả, khá là hiệu quả, chúng ta nên áp dụng đó. Thì có những cái lỗi sai nào đó, là dường như là 98-99% rồi, thầy không dám chắc là 100%, tại vì để đạt con số 100% tuyệt đối như vậy rất khó. 98-99% là đủ dùng rồi, quá là tuyệt vời rồi. Thậm chí là chúng ta không cần phải học gì về ngữ pháp rồi nhiều hết rồi, chúng ta vẫn có thể viết được. Đã chưa? Đã chưa? Đó là cái công cụ. Bây giờ tất cả mọi thứ nó đều có công cụ hết, và chúng ta chỉ cần nắm và hiểu biết về cái công cụ, cách sử dụng thôi. Rồi, ok, hy vọng video này sẽ giúp cho chúng ta có thể viết được tiếng Anh chuẩn ha.